Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Agia. Chán Saudi, Neymar tìm đường trở lại Barca. Barca từ chối bán sao trẻ Lamine Yamal. Rõ thời điểm Barca có thể mang về Kimmich. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Agia thưa quý vị. Chelsea muốn bán Lukaku cho câu lạc bộ Ả Rập Saudi. Theo Daily Sport, Chelsea được cho là đang muốn bán Lukaku vĩnh viễn cho một đội bóng ở Ả Rập. Theo Blues, đội đang gặp khó khăn lớn về tài chính, đang tìm cách bán một lượng lớn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và muốn bán vĩnh viễn Lukaku, người hiện đang được cho mượn ở AS Rome. Phú phàng với tuyển Anh, Ben White được huyền thoại Arsenal ủng hộ. Chia sẻ với Football, huyền thoại Arsenal Lee Dixon cho rằng mọi người nên ủng hộ quyết định của Ben White. Việc Ben White từ chối lên tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 khiến hậu vệ thuộc biên chế Arsenal nhận nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ tam sư. Vụ lùng xùm với ban huấn luyện tuyển Anh ở World Cup 2022 chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích, vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ Ben White. Chia sẻ với Football mới đây, huyền thoại Arsenal Lee Dixon cho rằng mọi người nên ủng hộ quyết định của cầu thủ này. MU nên có cái nhìn khác về Bruno Fernandes. Những lời chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông hướng về Bruno Fernandes thời gian qua có phần cay nghiệt. Tấm băng đội trưởng khiến vai trò nặng nề hơn. Sa sút phong độ và những lùng xùm ngoài sân cỏ khiến McQuaid sau này càng chơi càng lóng ngóng, dễ mắc sai lầm. Như một cách giải tỏa tâm lý và cũng là cải thiện hình ảnh câu lạc bộ, Erik ten Hag sau đó chọn Bruno Fernandes thay thế, chào băng thủ quân trong ngôi sao Bồ Đào Nha khi bắt đầu một giai đoạn mới. Có thể nói, chính từ lúc này, hình ảnh và vai trò của Bruno Fernandes lại càng nặng nề và áp lực hơn. Dẫu hữu biết rằng trong hơn 2 năm trước đó thi đấu cho Quỷ Đỏ, Bruno đã gánh mù còng lưng. Tiêu biểu nhất là mùa giải 2020-2021, ngôi sao người Bồ Đào Nha thi đấu 58 trận, ghi đến 28 bàn thắng và lọt top những ngôi sao kiến tạo, ghi bàn nhiều nhất tại ngoại hạng Anh. Dù dưới thời Ole hay Erik ten Hag, sự đóng góp của Bruno Fernandes đều mang tính quan trọng hàng đầu. Anh chính là chìa khóa mà mọi huấn luyện viên đều muốn sử dụng bởi một yếu tố vô cùng đặc biệt là sự dẻo dai và ít đau vặt của tiền vệ sinh năm 1994. Lão tướng Atletico sắp đến Mỹ dưỡng già. Atletico Madrid đã gặp khó khăn trong khâu phòng ngự, nhưng hai hậu vệ xuất sắc nhất của họ mùa này chính là cặp đôi sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng sau tới là Mario Hermoso và Axel Witsel. Hermoso dường như sắp rời câu lạc bộ mà không đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán, trong khi Witsel là một bất ngờ thú vị đối với Atletico Madrid. Anh bắt đầu đá trung vệ từ mùa giải trước và đã thể hiện phong độ xuất sắc trong năm nay. Witsel vẫn chưa nhận lời đề nghị chính thức nào từ đội chủ sân Atletico Madrid. Còn Witsel đã nhận được sự quan tâm từ League Soccer. Đã có những lần tiếp cận vào năm 2022, nhưng anh đã từ chối để ở lại châu Âu. Nhưng hiện tại Inter Miami và Los LA Galaxy đều đã quay lại trong những tuần gần đây để đưa ra lời đề nghị. Arsenal nhắm đá tảng Sporting Lisbon. Theo Sky Sports đưa tin, Arsenal đang để mắt đến Ousmane Diomande, người đang chơi cực hay cho Sporting Lisbon và được xem là một trong những trung vệ trẻ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Ở tuổi 20, Ousmane Diomande đã sở hữu cho mình đầy đủ những phẩm chất để trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Thế nên Chelsea trước đó đã hỏi mua cầu thủ này và giờ là đến Arsenal. Điều đáng nói là Sporting Lisbon đã đưa ra một mức giá không hề nhỏ khi yêu cầu đến 100 triệu bảng cho hòn đá thẳng của mình. Tuy nhiên, pháo thủ chỉ đồng ý trả 60 triệu bảng cho chữ ký của Ousmane Diomande. Vậy nên các cuộc đàm phán giữa hai đội đang dần đi vào bế tắc. Rõ thời điểm Barca có thể mang về Kimmich. Football España cho hay Kimmich sẽ chỉ có thể đến sân Camp Nou ở một thời điểm nhất định. Barcelona có vẻ như sắp bỏ lỡ tiền vệ Kimmich của Bayern Munich, mặc dù cầu thủ người Đức là mục tiêu lâu dài của đội bóng xứ Catalan. Kimmich có vẻ sẽ rời Bayern sau 9 năm vào mùa hè này, nhưng Barca không có đủ tiền để chiêu mộ anh. Kimmich vẫn đang đàm phán với Bayern về một hợp đồng mới, khi rào cản hiện tại của tuyển thủ Đức sẽ có thời hạn đến năm 2025. Tuy nhiên, anh có thể tìm kiếm một cơ hội khác vào mùa hè này với mong muốn thử điều gì đó khác biệt ở tuổi 29. Tuần trước có báo cáo cho rằng Kimmich không tin Barca có đủ tiền để ký hợp đồng với anh vào mùa hè này và có vẻ như tiền vệ này đã đúng. Nguồn tin cho biết Barcelona đã thông báo với Kimmich rằng họ sẽ chỉ có thể chiêu mộ anh theo dạng tự do vào năm 2025 khi cầu thủ của Hàm xám hết hạn hợp đồng. Mặc dù chưa rõ yêu cầu của Bayern, nhưng nó được cho là sẽ không vượt quá 60 triệu euro. Kimmich cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Alphonso Davies, người đã liên kết với Real Madrid. Cùng những đội bóng như PSG, MU và Manchester City đều được cho là đã thể hiện sự quan tâm đến Kimmich. Liverpool muốn ký hợp đồng với ngôi sao của Juventus và tuyển Ý. Liverpool được cho là đã đưa ra lời đề nghị trị giá 40-45 triệu euro cho ngôi sao của Juventus là Federico Kisser. Trong cuộc phỏng vấn, Santini cho biết có những lời đề nghị mua Kisser từ những tên tuổi lớn ở Premier League, đặc biệt là từ Liverpool. Tuy nhiên hiện tại nó chỉ là tin đồn chứ chưa có lời đề nghị chính thức nào dành cho Kisser. Aston Villa muốn ký hợp đồng với ngôi sao tiền vệ của Barcelona. Theo Sports, đội bóng Premier League Aston Villa được cho là đã thể hiện sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Fermín López của Barcelona vào mùa hè. Tiền vệ 20 tuổi mới chỉ ra sân 7 trận ở La Liga mùa này, nhưng gã khổng lồ xứ Catalan khó có thể để tài năng trẻ của họ ra đi.
Hợp đồng hiện tại của anh với Barca có thời hạn đến năm 2027 và có điều khoản giải phóng 400 triệu euro. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Barca từ chối bán sao trẻ Lamine Yamal. Theo tờ The Sun cho biết, Barca mới đây đã nhận được lời đề nghị có giá trị cực khủng từ một câu lạc bộ giấu tên. Theo đó, đội bóng này muốn ký hợp đồng với Lamine Yamal và đã sẵn sàng chi đến 172 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này. Tuy nhiên, chủ tịch của Barca đã lên tiếng từ chối một cách thẳng thừng. Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị cho những cầu thủ như Lamine Yamal với giá 200 triệu euro và chúng tôi đã từ chối. Bởi vì chúng tôi tin tưởng cậu bé, vì cậu ấy là tương lai của đội bóng, người đứng đầu Kenno tuyên bố. Ấy vậy mà lời nói chỉ là lời nói thôi, trong khi câu lạc bộ đang đối mặt với tình hình tài chính cực kỳ khó khăn. Câu lạc bộ phải bán cỏ ở sân bóng để trang trải chi phí. Trong khi đó bán Yamal với giá 200 triệu euro là con số quá hời vậy mà còn bày đặt ỏng hẹo. Cựu binh Atletico có thể ra đi dù vừa mới gia hạn. Marca cho biết, trung vệ người Serbia có thể sẽ rời đội bóng dù mới ký hợp đồng mới. Atletico Madrid đang hy vọng sẽ làm mới lại đội hình của họ vào mùa hè. Trong khi người đội trưởng mới được gia hạn gần đây, Koke sẽ được giữ lại, những cầu thủ khác của kỷ nguyên Simeone có thể sẽ ra đi, chẳng hạn như Savic. Savic, 33 tuổi, có hợp đồng đến năm 2025 sau khi anh đạt 20 trận trong mùa giải năm nay, điều này kích hoạt việc tự động gia hạn. Tuy nhiên hậu vệ này vẫn có thể ra đi vào mùa hè. Cầu thủ người Serbia muốn tìm hiểu vai trò của mình ở câu lạc bộ trong mùa bóng tới. Nếu Simeone có ý định thay đổi kế hoạch, trung vệ này sẽ tìm kiếm cơ hội mới. Điều đó sẽ phụ thuộc vào những lời đề nghị mà anh nhận được. Nhưng nếu anh tìm được đội bóng ưng ý, cả Atletico và Savic đều có thể đồng thuận việc hủy bỏ năm còn lại trong hợp đồng. Bayern Munich cố gắng níu chân Alphonso Davies. Trước đây, báo chí đã nói rất nhiều về việc Alphonso Davies sẽ đến Real Madrid. Tưởng chừng như thương vụ này đã ngã ngũ, thì mới đây, Bayern Munich đã bất ngờ muốn trói chân hậu vệ người Canada bằng một bản hợp đồng mới. Theo chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Romano cho biết, Real Madrid muốn sở hữu Davies theo dạng chuyển nhượng tự do, nên họ chấp nhận đợi cầu thủ này thêm một mùa giải nữa. Tuy nhiên, Bayern Munich đã hiểu ý đồ của gã khổng lồ Tây Ban Nha và đang ra sức thuyết phục Alphonso Davies gia hạn thêm một mùa giải. Bởi hung xám đang muốn kiếm thêm khoảng 60 đến 70 triệu euro từ ngôi sao của mình. Chán sau đi, Neymar tìm đường trở lại Barca. Theo tiết lộ của Bacanalete, siêu sao người Brazil vẫn tiếp tục giữ liên lạc với đội bóng cũ. Chủ tịch Barca Laporta luôn quan tâm đến việc đưa Neymar trở lại câu lạc bộ. Cầu thủ người Brazil cũng rất muốn ra đi và đã bày tỏ điều đó với Laporta. Theo tiết lộ mới nhất, Neymar và Laporta thường xuyên nói chuyện và tiền đạo Anhela và anh mong muốn được gia nhập Barcelona sau khi thời hạn ở Ả Rập Xê Út kết thúc. Cầu thủ 32 tuổi, người đang hồi phục sau khi đứt dây chằng chéo trước vào tháng 9, sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2025. Khi ấy anh có thể ký hợp đồng tự do với Barca ở tuổi 33. Nhà báo Juan Fonte chỉ ra rằng con trai của Neymar, Javi Luca, vẫn sống ở Barcelona với mẹ. Với hợp đồng 2 năm ở Ả Rập Saudi, tiền bạc dường như không phải là vấn đề đối với cầu thủ người Brazil. Mùa hè 2025 cũng là bước đệm cho World Cup 2026 ở Mexico, nơi mà Neymar muốn đạt được phong độ cao nhất, có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh với tuyển Brazil. Cùng thời điểm này, vào mùa hè tới, nhiều khả năng Barcelona vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ những ngôi sao lớn do tình hình kinh tế của họ. Neymar vẫn có thể đóng góp trong đội hình của Barca và thu hút các fan trên toàn thế giới. Wolverhampton Nottingham tranh mua Fabrizio Bruno. Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano cho biết, trung vệ Fabrizio Bruno đã sẵn sàng rời La Mengo và hiện đang nhận được sự quan tâm từ hai câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh là Nottingham Forest và Wolverhampton. Trung vệ người Brazil Fabrizio Bruno đã sẵn sàng chuyển đến châu Âu vào mùa hè này. Bruno đã ký hợp đồng mới với La Mengo sau lời đề nghị tốt, nhưng có thể ra đi trong trường hợp được trả giá khoảng 12 đến 15 triệu euro. Wolves, Atalanta và các câu lạc bộ từ Saudi đang tiếp cận cầu thủ này, nhà báo người Ý cho hay. Newcastle để mắt tới huấn luyện viên sắp mãn nhiệm của Barca. Theo HITC, Newcastle United quan tâm đến việc ký hợp đồng với Xavi khi họ để mắt tới huấn luyện viên người Catalan để thay thế Eddie Howe. Những chú chim chích chòe đã có một mùa giải đáng thất vọng sau khi bị loại khỏi vòng bảng Champions League và hiện họ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Với việc Xavi rời Barcelona vào cuối mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Anh muốn đưa anh về Premier League. Haaland muốn được chơi cho Real Madrid. Tiền đạo số 1 của Manchester City, Erling Haaland, tiếp tục ấp ủ khát khao khoác chiếc áo trắng danh giá của Real Madrid, theo AS đưa tin. Bất chấp vụ chuyển nhượng được mong đợi của Kylian Mbappe từ Paris Saint-Germain sang Los Blancos vào mùa hè này, Haaland vẫn kiên định với mong muốn gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha. MU đụng độ RC Lens trong thương vụ Mikel Faye. Mikel Faye là cầu thủ gia nhập Barcelona vào mùa hè năm ngoái và ngôi sao trẻ này đang để lại nhiều ấn tượng. Hiện tại, hậu vệ người Senegal đang nhận được nhiều sự quan tâm từ một số câu lạc bộ, trong đó có MU. Quỷ đỏ sẵn sàng trả 25 đến 30 triệu euro cho chữ ký của cầu thủ trẻ này, tức cao hơn rất nhiều lần so với con số 1.5 triệu mà Barca đã bỏ ra. Tuy nhiên, Lens mới đây cũng đã nhảy vào thương vụ này.
Trước đó họ đã hỏi mượn Mika Gifaye nhưng không thành và theo tờ Sports, câu lạc bộ Leeds ăn đã trở lại với một lời đề nghị cao hơn cả MU. Barca cũng không quá tha thiết với Mika Gifaye và họ đang chờ xem ai trả giá cao hơn để ra quyết định. Thất nghiệp dài hạn, De Gea vẫn quyết không giải nghệ. Zelevor cho hay thủ thành người Tây Ban Nha vẫn đang kiên nhẫn chờ một lời mời có đủ trọng lượng. David De Gea không có ý định nghỉ hưu vào năm 2024 khi anh đang lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Thủ thánh 33 tuổi vẫn chưa có câu lạc bộ mới sau khi rời MU vào tháng 7 năm 2023. Sau khi rời Old Trafford, thủ môn này đã nhận được những lời đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ và La Liga, nhưng không có gì trở thành hiện thực. Bất chấp việc không có đội bóng mới, De Gea đã từ chối những mời chuyển đến Ả Rập Saudi, còn những tin đồn về MLS đều vô căn cứ. Vào đầu năm 2024, De Gea được cho là đã nói không với việc trở lại Premier League với Nottingham Forest trong bối cảnh đội bóng này chưa thể chắc chắn về vai trò số 1 của anh. Theo thông tin mới nhất từ Relevor, De Gea đã phủ nhận chuyện giải nghệ vì anh vẫn tự tin về một hợp đồng phù hợp sẽ đến trước mùa bóng 2024-2025. De Gea không được xem xét trong cuộc khủng hoảng chấn thương ở Real Madrid vào mùa hè năm ngoái. Anh hiện đang sinh sống ở cả Manchester lẫn Madrid trong khi chờ đợi cơ hội. MU quyết tâm theo đuổi Ten Hag. Theo Ine, Erik Ten Hag có vẻ sẽ tiếp tục dẫn dắt MU trong mùa giải tới. Tuy nhiên, Sir Jim Ratcliffe được cho là đang phát triển một chiến lược cho phép câu lạc bộ thay thế Ten Hag một cách nhanh chóng nếu kết quả xuống dốc và thuyền trưởng người Hà Lan không đạt được yêu cầu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.